Sau khi mình lấy một cái rồi mình về xúi dục cả gia đình ra lấy hết. Tổng cộng chắc phải 5 cái. What? Gia đình Lu Su Bu. Gia đình Lu Su Bu. Hôm qua là đã 4 đứa lấy rồi. Giờ 9 cái rồi, bây giờ còn ráng kiếm thêm người nữa cho chảnh 10 cái. Thêm hai đứa nữa qua lấy tiếp. Gia đình á, Lu Su Bu á, đi mua mà không có cầm tiền theo, cứ đi mua sách về đi, tiền bạc đứng sau, không biết bao nhiêu tiền luôn. À, giá ở đây thì không cần phải lo, giá không cần trả giá luôn. Mang cái hố lại, mang cái hố không? Không, mang cái thùng á. Mang cái thùng chứ là mang nó lấy cái để mua cái hố. Trời ơi, đưa thùng đây giùm bà anh chị. Không khỏi luôn thấy chưa? Trời ơi, bổ quá luôn rồi. Bổ nào? Ôi dài được rồi. Nè anh Lợi ơi. Cảm ơn nha, cảm ơn. Cái này là to, nói chung là cả gia đình á. Cả gia đình, em đã học rồi. Ta tạ. Đây, đồng bọn tới tiếp, gia đình tới. Đi cái hát không là đổi lại luôn, có cầm tiền để đổi không? Còn, dắt lại đi. Vô đây. Thằng màu. Thì 128 đúng không? Dạ. Màu gì? Màu gì đẹp sư phụ? Trắng á. Xanh đẹp lắm á, đẹp lắm á. Xanh đi. Xanh đúng không biết. Rồi xanh đi. Nói chung màu là ba màu đó không nào. Nè, con trai màu xanh, cô đưa đi sao. Hôm nay gia đình là hơi rộn ràng. Không có đặt kiếm luôn nữa con. Chuẩn bị đón Noel lớn. Chừng lát lộn lum la luôn nè. Rồi. Rồi, để đây lộn rồi bá. Lộn đây, lộn nó đi, lộn đi. Rung quá hả? Lộn đi. Chứ cái lộn thằng. Nghe lộn người ta để thả đi con, không biết là lộn người ta để thả chứ có gì rớt cho thảm á. Lộn đi. Lộn đi. Lộn trước đi. Rồi, 1, 2, 3, 2 cái cục xé. Trời ơi, xé không có sợ. Trời ơi, trời luôn. Đúng rồi, nó thòm vậy. Đó. Nói chung là hôm nay là sư phụ là uống nước. No God! No God, please no! 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 Đẹp không chờ luôn. Trời ơi. Không biết gì. Sư phụ là người đầu tiên là không có biết là mua điện thoại. Nên kéo theo mấy cái đứa sau là coi như không nào biết gì luôn. Ở đây ai cũng là người bị hại hết á. Chủ mưu là cái anh Bình Bạch này nè. Đó, anh này là cái chủ mưu nè. Đây là người bị hại không ạ? Đừng cứ vừa hại vừa sai. Nó bán mà cũng vậy à. Thôi mình xin thẳng đi cho nó khỏi.
rồi cũng xin là chỉ có hai vợ chồng mình thôi, các bạn đừng anh ké theo. Ta mệt lắm, hai vợ chồng thôi là đủ mệt rồi. Cái này anh xài á, nhớ cái này kỷ niệm hoài nè. Cái này kỷ niệm là cái máy của anh rớt xuống đất. Đèo tiền. Trời ơi, cái gì vậy anh? Anh có gì vậy? Anh chỉ cái này với cái này để máy nó rớt. Gió thổi á, để ngắn ngắn thôi. Dạ. Ngắn ngắn thôi, tại vì trước anh để anh nghĩ à, gió ăn cái thổi cái. Dạ. Cao quá đúng không? Đây là nó cao quá, bây giờ mình để ngắn ngắn vậy thôi nè, là okay. Nó không gió thổi rồi. Gió Việt Nam chứ nó ở trên. Giờ bấm remote ra, bấm remote ra. Bấm remote, remote thì mở là được. À xong rồi. Từ xa cái mình bấm remote ra. Sao vậy? Tại vì ngày mai em đi không có camera mang theo, em đi chụp thôi rồi về nhớ chỉnh sửa cho chị. Sao em về nha mày? Ủa xong rồi hả? À cảm ơn anh. Có gì làm sao chị? Đúng rồi, đúng rồi. Ừ, ok em. Đây, đã xin được. Ở này màu hồng hả? Có đúng màu hồng á, cô luôn á. À, bao nhiêu quá anh bao lại. Thì mãi đưa cho chị này có sức khỏe để giữ giữ sức khỏe để cho em bào tiếp cho chị. Cảm ơn chị. Cảm ơn em. Đó. Kim cương vàng, đông trùng hạ thảo cho sức khỏe tại vì bị lên máu quá. Gia đình bào quá. Cảm ơn em rất là nhiều. Muốn cho khỏe vậy đẹp cho chị. Cảm ơn em. Nào chị trả tết mùa tát kể cho chị. Cảm ơn 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 chị. Chưa biết chuyện gì xảy ra mọi người ạ. Tôi đang đi làm, tôi chưa biết gì xảy ra hết. Giờ đi ra đây là đang bị lên máu, chưa có thuốc được. Tự nhiên đem về xách cái này. Cái này nặng thiệt, nhưng mà trong túi tôi hơi nhẹ. Rồi xong, cảm ơn đại gia đình nhiều. Bye bye. Cảm ơn nhiều. Bảo chị được có nhiêu đây, chứ không có nhiều hết đó nha. Này là tự nguyện nha, tự nguyện ép buộc nha. Đây là cấp bộ chức đứng cao nhất Sài Gòn.